thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng này xiềng cùng đang đăng nàng hân thù. Ai đắp ngang sông Trường Tồn, ai kết liên dân tài hùng, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc xâm lấn. Ta cùng chung lòng mong ngày vang danh thơm dòng oai lên. Xin kính chào quý khán thính giả đài VNTV 57.3. Chương trình khoa học và xã hội với đề tài trị bệnh bằng phương pháp thôi miên không dùng thuốc do võ sư bác sĩ Lý Huỳnh Xanh thực hiện. Xin thân ái kính chào tái ngộ cùng quý vị. Dạ, xin kính chào võ sư bác sĩ Lý Huỳnh Xanh. Dạ, xin kính chào chị Hoa hậu Catherine Trương. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của đài VNTV 57.3. Dạ, trước khi vào chương trình, chúng tôi cũng không quên cảm ơn các vị thương gia đã thương yêu và bảo trợ cho chương trình. Tôi hết sức ngưỡng mộ ông bà chủ Thanh Hà đã sáng lập ra tiệm bánh xèo Thanh Hà với món bánh xèo ngon hết sức là ngon, ngon tới mức độ báo Orange County của Mỹ đã phải chụp hình lên báo khen ngợi không ngớt lời. Bánh xèo mỏng, giòn và ngon tuyệt vời không những đang nổi tiếng tại vùng Phước Lộc Thọ mà còn đã từng nổi tiếng tại Melbourne, Úc Châu từ nhiều năm trước. Mời quý vị hãy tới để thưởng thức món bánh xèo độc đáo này, đồng thời còn nhiều món khác nữa, có cả món ăn chay. Thanh Hà chủ nhân kính mời. Xin gọi điện thoại 714-890-5709, địa chỉ 9060 Bosa Avenue, Westminster, California 92683, gốc Bosa và mặt nuôi. Nếu muốn chọn một nơi vừa có các món ăn ngon và fast food cộng với các loại thịt tươi bán tại chỗ như heo, bò, gà, dê không đâu sánh bằng, mini market chợ Tam Biên, location 19550 Bosa Avenue số 115E, Westminster, California 92683, điện thoại 714-548-4993 và 714-486-3741, location 29906 Westminster, Sobe, Garden Road, California 92844, điện thoại 714-636-2222 và 714-868-3848, bảo đảm hài lòng và sẽ nhớ mãi. Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần VNATV 57.3. Dạ, em xin mời võ sư bác sĩ Lý Huỳnh Xanh với đề tài ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn chị. Dạ, cũng như mọi khi, thưa quý vị, Lý Huỳnh Xanh cũng để cho mời chị Catherine, nếu có câu hỏi nào của bà con ở ngoài thì xin mời chị hỏi. Dạ, thưa, có người hỏi em thiền như thế nào mới là đúng? Mà có thiền ở nhà được không? Sao lúc này chị hỏi tôi liếm sang con nào cũng thư dữ không? Dạ thưa bác sĩ thì người ta muốn chữa bệnh mà. Dạ. Thật ra thưa quý vị, thiền đó là một cái đề tài nó vô bờ bến. Dạ, nó ghê gốm lắm, nó trùng rợn lắm. Dạ. Có khi nói cả mấy ngày mấy đêm, có khi theo thầy học cả mấy năm chưa xong nữa. Dạ. Mà bây giờ cái câu hỏi này trong cái giờ này chắc Lý Huỳnh Xanh điều này chắc là không thể nào mà có thể trả lời được. Nhưng mà có thể nói nó như thế này, để ngắn gọn thôi, để cho cái này nam hay nữ hỏi chi vậy? Dạ, cái này là nữ đó. Dạ. Mà khoảng 50 mấy. Dạ, nếu mà quý vị này hỏi cái câu này, nhưng mà với cái tâm là muốn đi thiền thì quá tốt. Dạ, nhưng mà nếu hỏi xong rồi cái là nghe nó vui tai rồi ngủ thì nó uổng. Dạ. Nó uổng lại chỗ là, và quý vị, nếu mà quý vị cố tình mà muốn học thiền hay là muốn nghiên cứu về thiền thì cái hay nhất đó, nếu mình sanh khuyên đó, nên kiếm một ông thầy, kiếm một cái người nào đó mà mình tin tưởng là người này có thể dạy được cho mình thiền. Thì quý vị theo cái vị thầy đó, rồi khi quý vị thiền đó, quý vị có thắc mắc cái gì, có trục trặc gì, có thấy ma thấy quỷ gì đó, thấy ánh sáng chớp chớp gì đó thì vân vân, thì quý vị có thể hỏi ngay vị thầy đó đi, để mà trực tiếp trả lời cho quý vị. Dạ, chứ còn ở đây mà để cho Lý Huỳnh Xanh nói đó, thì cái thiền ở bên phía bên cái phía bên hypnotherapy đó, dạ thì nó gọi là hypnomeditation, thì nó, tôi nghĩ nó cũng không có giống mấy cái vị ở ngoài dạy về thiền đâu. Dạ, tại vì cái thiền bữa nay đó thì nó gọi là thuộc về khoa học hoàn toàn, nặng về vấn đề khoa học tâm lý. Nhưng mà cũng không thể nào nói trong giây phút được. Thành ra cái hay nhất á, là quý vị nên tìm một ông thầy để dạy cho mình thiền. Và tất cả những cái gì mình thắc mắc sẽ được vị thầy đó giúp đỡ cho mình.
hướng dẫn mình thì cái ý nghĩa, cái sự hiểu biết về thiền nó sẽ được trọn vẹn hơn, nó hay hơn. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, mỗi lần mình thiền đó là tất nhiên là mình nhắm mắt rồi cái mình đi vào trong cái tâm của mình. Dạ. Nhắm mắt thấy một chân trời tím ngắt. Rồi mình thiền như vậy là mình đâu có biết cái người nào ở gần chung quanh mình phải không ạ? Mình nhận biết chứ, nhắm mắt nhắm ra đâu có ngủ. Nhưng mà mình cái tâm mình chú trọng vô một cái qua một cái điểm rồi. Chưa có thiền không vậy? Em không có thiền nhưng mà em nghĩ ơi, để... chị không có thiền mà chị hỏi chị hỏi chi tiết vấn đề. Cái này, cái câu hỏi này nó chỉ đúng cho nó chỉ có giá trị khi nào cái người thiền giả đó có thiền thì mới có thể hiểu được, chứ còn chị không bao giờ thiền sao lúc sao nói cho chị nghe chị hiểu được. Dạ thưa, nói cho quý khán thính giả biết. Nhưng mà cái câu hỏi này là cái câu hỏi nó phải thuộc về cái người có cái kinh nghiệm về thiền. Thì khi Lưu Hồng Sanh trả lời thì nó cái người đó mới nói thì mới vỡ lẽ được nhiều vấn đề. Dạ còn bây giờ chị không có thiền gì hết trơn mà Lưu Hồng Sanh không biết cái chuyện người kia hỏi câu hỏi kia có thiền hay không nữa đó, mà nếu bây giờ trả lời vậy thì nó đúng giống như trả lời mua vui. Thì cái hay nhất mà Lưu Hồng Sanh nói nay giờ, thiền nó giúp cho quý vị chung quý vị, thì giúp cho quý vị có thể là cái tâm quý vị nó an lạc một chút. Dạ, nhưng mà không phải ai thiền cũng an lạc đâu. Dạ, thấy quý vị, Lý Hồng Sanh thấy có nhiều người thiền càng căng thẳng. Dạ, dạ căng thẳng dữ lắm. Dạ, thành ra, anyway thì khi nhắm mắt là chị thử nhắm mắt đi. Nhắm mắt gì cũng vẫn biết, mọi người gì chung quanh vậy. Chứ chị đừng nói chị nhắm mắt xong chị quên, không biết Lý Hồng Sanh có ngồi kế bên không là tiêu à. Dạ. Thì em thấy là trên thầy dạy cũng là phải ngồi xếp bằng lại, rồi... khóa cái tay lại, yeah. Rồi hai tay này đụng khóa là này dính lại, khóa lại bằng hai cái mấy tay đan lại vậy nè, yeah. Rồi ngồi thiền vậy thôi, yeah. Mà tâm thì phải hướng về một hướng thôi, yeah. Phải không? Dạ, yeah, mình 360 độ hướng về có một hướng, thì anyway thì chỉ nói Lương Sanh nói cho vui vậy, nhưng mà again cái chuyện này không thể cái đề tài này không thể nói trong vòng bao nhiêu phút hay là trong cái giờ của Lưu Hồng Sanh được, bây giờ nó không có đủ. Dạ. Cái này phải có lớp học dài. Dạ đúng, nếu mà quý vị mà nào mà có ý muốn thiền thì chờ khi Lưu Hồng Sanh mở ra cái lớp thiền dạy mà thuộc về bên ngành thôi miên của Lưu Hồng Sanh, nó gọi là Hypno Meditation. Dạ. Thì lúc đó quý vị có thể tới học và sẽ hiểu. Dạ. Dạ vậy thì thôi em cảm ơn. Dạ, còn câu hỏi nhanh không chị? Còn nữa mà giờ để chị hỏi đi. Dạ. Chị cứ mời kiểu này hoài, hỏi đi. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, hai người bạn rất là thân với nhau. Thì đi đâu cũng đi chung mà là bạn gái đó chứ không phải bạn trai. Dạ. Thì hai người đó cứ tiếp tục gần nhau, kế nhau vậy, rồi hai người có trở thành đồng tính không ạ? Trời, chuyện đó chuyện của hai người đó biết, sao Lưu Hồng Sanh biết được? Thì ra mình, cái kinh nghiệm ngoài đời mình có thể... Hai mình... người đó ở gần nhau rồi họ có trở thành đồng tính không? Dạ. Là chính họ biết thôi chứ sao Lưu Hồng Sanh biết không được? Không có, thí dụ như mình đi chơi thân quá đó rồi có hai người có thể đổi cái cá tính, cái người đó có thể đổi thành đồng tính là, không? Ok, hai người, dạ. Mà hai người nữ hay hai người nữ chơi thân với nhau quá có thể đổi thành đồng tính hay không? Dạ. Dạ, tự hai người đó thôi. Có nhưng khi mà... hai người đó mà nếu mà muốn đổi thành đồng tính thì họ không có cần chơi thân, họ cũng có thể đổi thành đồng tính. Nhưng mà nếu mà cái tánh của họ, cái bản chất mà về sexual của họ mà nếu mà nó thay đổi trong người họ thì giờ họ mới quen nhau sơ sơ cũng có thể đổi thành đồng tính như thường, vì nó phải đổi từ trong cái người đó trước. Yeah. Yeah. Cái người đó phải bị đổi trước, cái bản chất của người đó sẽ phải bị thay đổi trước. Chứ yeah. Bạn như bạn học chơi thân với nhau rồi. Chứ tôi nghĩ là nếu người đó không thay đổi. Không thay đổi. Cái nội tâm của người đó không có bị chuyển đổi, nội tâm về sexual của người đó không có bị chuyển đổi. Yeah. Thì dẫu cho họ có chơi thân hay chơi không thân gì thì cũng không bao giờ đổi được họ. Cái đổi đó là do nó từ trong lòng của họ. Oh, mình nói chưa trong lòng vậy, nhưng mà cái mind của họ nó đã đổi. Dạ thưa quý vị. Vậy thì cái mind được... mình nó phải đổi trước. Dạ. Dạ. Phải có một cái yếu tố nào đó tạo cho nó sự đổi trước. Lúc đó mình mới đi, nó mới thành ra là cái người đồng tính luyến ái. Dạ, nó phải từ trong mình nó đổi trước. Do có nhiều lý do để đổi lắm. Dạ. Có khi sinh ra nó cũng vậy rồi. Chứ không phải tại vì mình chơi thân với nhau có thành vậy. Không phải vậy. Tôi không nghĩ vậy đâu. Dạ. Vậy hả? Phải từ trong người mình, phải từ trong cái mai mình nó đổi trước mới được. Dạ. Nhưng mà tại sao cái người này cũng giận cái người kia?
Ồ, tại vì trong cái tình bạn nó cũng có cái ganh tị trong đó. Và trong cái tình bạn nó cũng có cái hờn mác ở trong đó. Tại cho ta mày bạn thân với tao sao tự nhiên vậy mày chơi bạn thân với người kia? Thì trong cái tình bạn cái bản chất ganh tị của con người nó luôn luôn nó xảy ra. Không cần biết là tình huống nó như thế nào. Thí dụ như về cái viết này nó đâu có cảm tình gì đâu, nhưng mà nếu tôi quen xài cái viết này mà nếu có người lại lấy cái viết này đi, tôi sẽ bạc cảm thấy khó chịu vô cùng. Thì tôi mất cái viết này cũng đi, tại vì tôi thương cái viết, tôi thích cái viết này, mà giờ có cái viết này tôi có thể lấy mua cái viết khác tôi cũng thích, tôi vẫn thích cái viết này. Đó là bởi vì cái bản chất chấp ngã của mình, khi mà mình thích cái gì mình muốn giữ cái đó bên mình hoài. Cái viết này đâu có gì thuộc về sexual đâu, đâu có gì thuộc về mà ái dục tình dục gì đâu, nhưng mà khi mình mất nó mình vẫn đau lòng, nó đâu biết nói chuyện đâu để mà gọi là bạn mình. Nhưng mà mình quen xài nó, cái quen mà mình chấp thủ với nó đó, cái sự quen chấp thủ đó nó làm cho mình khi mất cái này mình thấy khó chịu lắm, cho nên nó thành ra mà còn đôi mà nếu mà người thì nó thành ra ganh tị, còn mình mất cái này mình bực bội đó, ai lấy cái mình bực bội là mình tiếc rẻ nó. Nó chưa hẳn thành ganh tị mà mình dù bây giờ cái trạng thái tiếc rẻ. Bây giờ cái người bạn của mình là người mình thích, mình mến, bây giờ người này lấy qua chơi với người khác thì từ ngoài cái tiếc rẻ ra, từ cái tiếc rẻ đó nó tăng lên một cái level kế đó nữa là giận hờn đủ thứ, cho nên cái đó nó ráp lại thành ra một cái bản chất ganh tị. Dạ, giận rồi chia tay luôn. Thì chia tay tùy theo, nếu các bà kêu bà bước xin lỗi thì không có chia tay, hay là nếu có cái sự nhà ai đó giải thích cho bà biết rằng ở tình bạn nó là chỉ là tình bạn, ai cũng có thể làm bạn với nhau được, thì mắc mới gì mình phải giữ người bạn này, mình đâu có thể là chấp thủ sở hữu người bạn này được, đúng không? Mình chơi bạn với nhau mình không nên chấp thủ sở hữu người bạn, cũng giống như mình chấp thủ mình giữ cái viết này là của mình, đó là mình sở hữu nó. Chơi với bạn phải coi bạn mình là bạn chứ không phải là cái món đồ mà mình sở hữu, cho nên khi mà người bạn này chơi với người khác cũng chỉ là tình bạn đối với người khác, thì các bạn cái tình bạn mình đâu có mất đâu, nhưng mà bởi vì mình chấp thủ quá nặng cho nên mình nghĩ rằng mình mất, đó là tại mình trước. Tại em thấy hai người bạn chơi thân quá rồi đi đâu cũng nắm tay với nhau này kia, thì em nghĩ đó chắc họ có cái đồng với nhau. Cái dấu hiệu mà chị cho rằng nắm tay với nhau đó, cho nên chị nghĩ họ có cái gì với nhau á, thì cái đó chắc phải hỏi thẳng họ thôi. Người Việt Nam của mình ở bên Việt Nam, cái truyền thống của chúng ta, cái cách mà sinh hoạt của chúng ta trong tình bạn ngày Rất là xưa Việt thân. Nam, tôi còn nhớ việc đàn ông với đàn ông mình bá vai nhau rồi mình ôm nhau mình giỡn, hoàn toàn không có ý niệm gì về vấn đề đồng tính cả. Nhưng mà sau này khi vấn đề đồng tính nó rộ lên rồi 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 nó cứ liên quan tới tình dục rồi, thì lúc đó mỗi lần mà đàn ông với đàn ông mà nắm tay nhau thấy cũng dị, hay là bá vai nhau cũng dị. Dạ thì bây giờ chị thấy vậy, chị thấy nó kỳ, mà tôi nghĩ nó có biết đâu hai chị đó cũng chỉ là họ còn có cái cảm giác cái thói quen của người Việt Nam với nhau thời ở bên Việt Nam á, cho nên chuyện nắm tay ở bên Việt Nam, gái gái đi nhau nắm tay là chuyện rất là bình thường, không cần thiết phải đó là cái dấu hiệu của vấn đề đồng tính đâu chị. Vậy hả? Nhưng mà họ đi đâu chơi họ cũng đi chung với nhau Nhờ rồi. bạn thân họ đi chung nhau được nha. Mà mình đi người khác họ giận. Thì đúng là cái đó là cái bạn, cái đó là cái như nãy Lisa nói là cái sự ganh tị trong cái tình bạn nó cũng có ganh tị. Cái đó là chắc chắn luôn. Còn nếu trường hợp như mà bây giờ chị chơi thân với hai người đó mà chị thấy hai người đó rõ ràng là họ họ luyến ái với nhau, hay là họ xin lỗi họ hung với nhau được vân vân, thì lúc đó chị mới có thể nói rằng hai người đó thuộc về cái dạng đồng tính luyến ái, nhưng mà cái đó chỉ hai người đó biết thôi. Vậy Còn ai hỏi gì chị hỏi, hay ai hỏi gì dạ không bạn là một trong hai người bạn đó đó hả? Người bạn dạ khác nữa hay là bạn sao? khác nữa thì người ta hỏi coi để ta thấy cái sự lạ lùng là hai người này tối ngày đi chung với nhau hoài đó. Rồi em nói là để em hỏi. Dạ cảm ơn bác sĩ. Bây giờ chỉ cần hỏi nữa không, chứ thôi để tôi hỏi là chị, tôi hỏi tùm lum rắc lò luôn, tùm lum tà la hết Dạ thôi cảm ơn, xin phép bác sĩ thôi nha. Xin quý vị vẫn giữ băng tần VNATV 57.3, chúng tôi sẽ trở lại trong phần quảng cáo. Thề quyết rèn chí quét quân thù đang cướp nước, ta cháu con dân Việt hùng nơi Mê Linh ta trùng phùng, đồng lòng nguyện vẫy vùng.